một hai sáu lên một. Chào tất cả bác nhá, chào mừng tất cả bác đã cùng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay em sẽ lên một video để thanh lý cho bác một vài con vang số với thương hiệu là BD Audio, mã là K688 các nhá. Đây, K688 này của BD Audio các bác nhá. Thì mấy hôm vừa rồi thì thực sự bác phải hết sức thông cảm với em. Rất nhiều bác gọi điện mà em ơi sau dạo này em không lên hàng, em không lên video, thì thực sự bác là rất mong các bác thông cảm. Bởi vì là đợt này thì ở cái khu vực nhà em ấy thì là nhà nước đã cho mở cửa, và bên nhà em thì từ xưa giờ thì vẫn cung cấp cũng như là lắp đặt thiết bị, lắp đặt nội thất phòng hát đấy, thì cũng rất là nhiều cái công trình mà các bác đã tin tưởng cho bên em và đã đặt hàng bên nhà em với những phòng hát, với những dự án mà bên em sẽ liên tục lên lắp đặt để cho tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì tranh thủ các bác nhá, tranh thủ ngày hôm nay lên cho các bác đây. Đấy, em sẽ lên lên video nào thì sẽ có những cái mặt hàng và giá thành rất là tốt, êm ái cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì em có 5 chiếc vang BD Audio mã là K688 sẽ lên rồi xả hàng cho tất cả mọi người. Đấy. Rồi đầu video các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây ủng hộ bên em nút like nhá. Ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới của em. Được chưa? Con này thì nó là thương hiệu BD Audio. Dòng này thì chỉnh tay rất là dễ các bác nhá. Chỉnh tay rất dễ luôn. Đấy, chỉnh tay full chức năng. 3 lỗ mic cắm đằng trước. Đây. Music volume to nhỏ này, tức là nhạc to nhỏ này, mic to nhỏ này, chiếc áp y này, các bác ấn vào được luôn, chiếc áp này ấn được luôn để chỉnh music, chỉnh mic. Đấy, con này thì nó chỉnh không khác gì cái con K999 mà em đã bán cho các bác ấy. Con này chỉnh giống như vậy luôn, y xì như vậy luôn các bác nhá. Đây, màn hình các bác này. Em đang quay cái màn hình nó ngược sáng một tí rồi, nhìn màn hình nó hơi tối nhá, nhưng mà nó vẫn rất là ok các bác nhá. Đấy, màn hình nó rất là ok. Đấy. Hình thức thì nói chung là cái lô này thì nó chỉ có mấy chiếc này thôi, nó lẻ ra mấy chiếc này. Được chưa? Con này thì có cổng quang luôn, em giới thiệu xong em báo giá luôn. Em báo giá luôn. Con này có cổng quang luôn các bác nhá. Một dòng vang có cổng quang luôn này. Được chưa? 3 đường tín hiệu vào, đường ra đây. 6 đường out. Đấy, 2 đường red nep right này là out chính này. Out phụ này, center sub này. Đấy, con này cũng có jack cắm mic đằng sau luôn các bác nhá. Đây, nội thất đây. Vì mạch thì em bao zin, được chưa? Vì mạch thì em bao zin, linh kiện thì toàn tụ nhôm thôi. Đấy, bo chống hú rời đây. Được chưa? Linh kiện thì nó là còn nguyên zin nguyên bản hết. Dòng này cũng là cái dòng K999 các bác nhá. Đấy, nó cũng là BD Audio nhưng mã của nó là K688. Đấy. Và hôm nay thì em sẽ bán cho các bác giá thành rất hợp lý thôi. Có 5 chiếc thôi, không có nhiều. Đây, có cái chiếc này thì nó màu nó hơi ố thì tí, hơi cũ một tí. Thì em sẽ báo giá luôn các bác ngày hôm nay những con vang này, nếu như bác nào thực sự yêu thích, em sẽ để cho bác với cái giá là giá thành rất hợp lý thôi, chỉ có 1.400.000 một chiếc nhá. 1.400.000 một chiếc vàng bãi có cổng quang. Đấy, bác nào mà tin tưởng chuyển khoản hết, em sẽ để cho bác giá 1.300.000. Với cái tầm giá 1.300.000, 1.400.000 thì thực sự các bác là chả tội gì các bác phải đi chơi mấy cái dòng vang gọi là nhái mới bây giờ, gọi là cổng quang, bluetooth rồi vang cơ, bây giờ thực sự các bác không giải quyết vấn đề gì cả. Bởi vì là chất lượng của nó, khi các bác sử dụng thì các bác mới biết được là nó có xứng đáng đồng tiền không. 1.400.000 là bao ship cho bác toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Bác là tin tưởng em để cho bác giá 1.300.000 chuyển khoản cho em nhé. Đấy, tùy chọn các bác. Các bác thích nhận hàng thanh toán thì các bác thanh toán cho em 1.400.000. Còn bác nào mà tin tưởng chuyển khoản trước thì em để cho bác là 1.300.000. Đấy. Còn cái hàng này mà giá mà hơn 1.000.000 bạc, con vang có cổng quang các bác nhìn này. Các cái chân rắc tín hiệu ra toàn bằng đồng hết này. Được chưa? Là các bác đã biết được cái chất lượng nói chung là nó như thế nào rồi. Em cũng không phải giải thích nhiều, đúng không ạ? BD Audio thì cái đây có hai con cái chữ BD này. Đấy, thế còn con này với con trên này thì nó không có chữ BD. Đấy, còn mã đây. Được chưa? Đấy, có ba con ở dưới này đẹp, con này mặt cũng đẹp luôn. Bác nhá. Đấy, bác nào nhanh tay thích con nào thì báo em con đấy thôi. Còn cái con này thì là nó sẽ nó xấu hơn một tí, bác nhá. Được chưa? Đấy, 1.400.000 bao ship, còn bác nào mà tin tưởng chuyển khoản em để cho bác 1.300.000. Alo tiếng mic cho các bác nghe luôn này. Em alo tiếng mic cho các bác nghe luôn nhá. Đây. Em đang test cho bộ mic Bayer ở đây. Lên 1 2 6 về lên 1 1 1. Các bác chưa? Con này echo reverb thì em chỉnh những cái thông số cơ bản hết rồi. Đấy, nhạc đây to nhỏ đây. Mãi mãi xa nhau. Rất hay luôn các bác nhá. Con này rất hay luôn, 1.400.000. Em báo ship toàn quốc, bác là chuyển khoản em 1.300.000. Rất tuyệt vời rồi. Đây các bác nhá.
Bác nào thực sự yêu thích thì có thể liên hệ cho bên em. Số điện thoại của em là 0982 838695, và đây cũng là số tài khoản của ngân hàng MB Quân đội nhà em luôn, được chưa? Thì bác nào mà có nhu cầu muốn chuyển khoản hay muốn nhận hàng thanh toán thì các bác có thể liên hệ cho em nhé. Số điện thoại 0982 838695, và đây cũng là số tài khoản nhà em luôn. 1.300.000 bác chuyển khoản cho em, dùng đẩy dùng âm đi, báo em sẽ tặng kèm cho bác, và hàng này bảo hành cho bác 3 tháng nhé. Bảo hành 3 tháng bác yên tâm sử dụng luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Hôm nay Eco Revert chống hú rất tốt và em đã cài đặt những thông số cơ bản quá hết rồi. Đi 1 1 1 2 6 6 6 7 7 7 7 1 1 1 1 1. Vâng chưa? Đấy, Eco Revert hát rất là nhẹ các bác nhá. Đấy, chống hú rất tốt luôn. Rồi mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại đây nhá. Ok, xin chào lại các bác trong những video sản phẩm tiếp theo. Đợt này thì nhà em đang cũng khá là nhiều việc, cho nên là sẽ liên tục tranh thủ để lên sản phẩm cho các bác. Và lên sản phẩm nào thì em báo giá tốt làm sao để cho mọi người có thể là chơi và cũng như là giao lưu cùng với em các bác nhé. Rồi, xin chào hẹn các bác trong những video sản phẩm tiếp theo nhé.